Rồi, hiện tại cây châm lẻ chuẩn bị đang đi về xuống anh em ạ. Đề khá là căng nghe anh em. Quá hồi hộp. Rồi. Rồi, bữa nay anh em mình cùng xem giải trí đến kinh vũng miền Tây của mình. Không lẽ của cô ta bị dè xuống bóc đầu. Đấy. Mày rồi anh em ơi. Tắt núi kìa. Rồi. Trời trời. Sập. Mai nữa. Rồi. Ây cha. Những pha quá nguy hiểm luôn anh em ơi. Chú ruộng chạy chỗ đó cái lỗ. Khá là nguy hiểm. Ở đây thì cắt lúa ở vùng cao anh em ơi. Vùng này cao qua vùng núi thì nó cao dữ lắm. Mấy cây 70 blade bên này nữa nè. Cắt ở trên cao. Còn cây 100 thì cắt ở dưới đồng bằng. Hồi nãy thì đi vòng Ngạch, bây giờ quay lại đi vòng Thận nè anh em. Chỗ nãy sập chỗ đó hết cái á. Cắt núi thì núi chứ thấy gì chứ cũng bị lầy bình thường anh em ơi. Cắm xuống kìa. Đẩy qua.
trên tay đẩy lúc cần luôn. Xa bên kia cũng có cây cây 100 gì anh em, ở cây 82 anh em ạ. 850 gì sao quá. Ôi, cô bé mưa đi xuống ruộng nó cắm đầu kìa. Mài xuống ruộng luôn kìa. Bảy mươi cũng vô tham gia luôn anh em ơi. Quá đông bên này, quá đông máy à. 70, 100 tùm lum hết trơn à. Tám hai. Quá đông, quá đông. Lúa ở đây không có xe kéo nè bà, xe kéo ở đâu không thấy gì đâu, kéo ở đâu không thấy kéo ở đây. Trăm lẻ thì cũng mới tới đồng nhưng mà
chưa có qua cắt anh em, mà lúc này cũng chiều rồi nè. Chẳng lẽ đang lên bao. Còn 70 plus thì cũng đang phanh khô qua là 82 tham gia luôn. Rồi, cắt lúa cũng vừa xong, mình xin tạm dừng video tại đây luôn. Anh em đăng ký kênh ủng hộ mình ha, mình cảm ơn rất nhiều. Hẹn video tiếp theo luôn anh em.